비추고 Nghệ sĩ Crystal sinh năm 1935 và người vợ quá cố của ông Jean Claude 1935-2009 đã hợp sức xây dựng nên một lối đi bộ ngang qua hồ Iseo ở miền Bắc nước Ý mang tên cầu đi bộ nổi, dài 3 km. Chiếc cầu sẽ đi người đi bộ từ Solzano đến Montezola và rồi vòng quanh đảo San Paolo. Chiếc cầu nổi này được làm từ 200.000 khối polyethylene tỷ trọng lớn và được bọc bằng 100.000 mét vuông vải màu vàng nhũ, có thể thay đổi màu sắc khi bị ướt thành màu vàng đồng và ống ánh sắc đỏ. Crystal chia sẻ, người đi bộ sẽ cảm thấy chuyển động của nước dưới những bước chân của mình. Cảm giác sẽ rất thú vị, giống như khi ta bước trên một chiếc giường nước vậy. Ngoài ra, ông cũng khuyến khích mọi người đi bộ chân không để có được trải nghiệm đỉnh cao. Rất nhiều người đã tò mò và háo hức đến bước đi trên chiếc cầu nổi có 102 này, đặc biệt là không phải tốn một đồng tiền vé nào. Quá trình kiến tạo nên chiếc cầu nổi độc đáo này trông cũng không kém phần thú vị. Không chỉ trên mặt nước, Crystal còn cho trải vải trên con đường dẫn ra hồ. Công trình này mở cửa 24/7 và hoàn toàn miễn phí, miễn là điều kiện thời tiết cho phép. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of